chết nó không có hết, chết tiếp tục một cái cuộc sống vui sướng hơn. Phụ nó thiệt luôn á, đứa nào họ thiên chết là tiếp tục một cuộc sống cực kỳ thích thú vui sướng hơn. Còn sống á là một cái cơ hội ngàn vàng trong nghìn nghìn năm, mình còn mang thân người để mình làm công đức. Sống cũng giống như là mấy con đang làm gì ta, có cái bài gì mai túi ba gan lấy khế trả vàng đó, là mấy con đang ngồi trong cái kho của hột sòn của cái trái đất này để tạo công đức. Cái đang còn thân người nè là giống như mình đang nằm trong một cái kho tàng vậy đó, mình muốn lấy bao nhiêu vàng quý báu kim cương vậy đó thì bây giờ cứ lấy. Không, đứa nào hôm mua ba mấy trái bắp lại hả? Ông mua sư phụ ăn ba trái là con sống được 3.000 năm chẳng. Không thiệt. Thì làm cho bạn đạo mình vui, làm cho vui là có công đức. Mà cái đó không phải như vậy, mà ban đêm mấy chư thiên cũng có đây hôm. Tức là mình làm một cái công việc nhỏ nhỏ thôi, mình thấy nó nhỏ nhưng mà nó không có nhỏ nha, lớn. Giống như bây giờ mấy con đi đường lên trên đó, thấy một cục rác hay thấy một cái lon, cái chai của ai uống nước dư bỏ, con lụm thùng rác, con nghĩ là không ai thấy hả? Thứ nhất là ông thân thần ổng đứng sờ sờ ông biết. Thứ hai có mấy ông rồng của mình đúng không, là mấy vị basic thôi. Còn mấy chư thiên là quá trời luôn, tổ đứng đó nữa kìa, tổ thiệt luôn á. Thì cái đó cũng là công đức. Trở lại cái chuyện cao đồ ngày hôm qua, ăn không lo ăn, bắp không thèm ngó tới bắp, cái ngồi ở ngoài đó lụm số bộ đâu biết ông lụm gì, lụm tàn nhang, mấy cây nhang. Cái đó trong kinh Phật không có, nhưng mà cái mình làm như vậy là cũng để tốt, để cho mấy Phật tử phải hiểu sau này những lễ lộc cúng lớn mấy con cứ gom bỏ vô một cái thùng phi hết, cả nhang cả bông cả những cái gì á mình bỏ vào đó mình đốt, mình không có dục tùm lum là. Thì là tại vì nếu mà mình dục ở cái đồi núi nhẹ sau này á, nó nhiều nhang dục tùm lum cũng thấy cũng không có hay cái núi mình nữa thì cũng là tốt, nhưng mà nó không phải là tội không tội. Thì sư phụ đề nghị như vậy, sau này mình khi mình cúng rồi mình gom nhang lại á, mình bỏ trong một cái thùng đi, mình lựa một cái thùng nào để mình tối mình đốt nó luôn, giống như lò sưởi luôn vậy đó. Bông nữa cũng không có nên dục bông tùm lum la, và trong đó có những cái mà hình ảnh hay mấy cái gì mà của người ta lên đây thảy á, mà về Phật á mình cũng xá cái mình đốt được, thì mình nên đề nghị như vậy. Lâm, sáng giờ đâu? Sáng giờ con đi lên trên chỗ nhỏ. Hả? Chỗ gái. Gái? Dạ, nó học y tá này. Ờ, cũng có đây. Dạ, nhưng mà tốn ở dưới cái xếp đây cỡ bán 20 phút. Con của con hả? Dạ. Ờ, rồi đâu có biết. Ở bên Cali thì thiếu ở trường học.